lên trên. No, đừng ngáp khi lên hình chứ. Hello, chào mừng các bạn đang quay trở lại với số Laptop tuần này. Và ngày hôm nay thì như thường lệ, mình và Bình Ly sẽ cùng nhau trao đổi với các bạn một số những cái vấn đề mà thật ra trong nội bộ tụi mình trong tuần qua đã có khá là nhiều những cái tranh cãi, nhưng mà không biết là với vấn đề này thì suy nghĩ của các bạn sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau trình bày và thử thảo luận ha. Các bạn có ý kiến gì thì hãy comment ở bên dưới để tụi mình biết ha. Rồi, về câu hỏi đầu tiên luôn, dạo gần đây thì con Acer VivoBook 15, chị nhớ không nhầm đúng không? Đúng rồi, Acer VivoBook 15 thì có một số bạn đã tìm hiểu về thông số ở các nơi khi mà tìm hiểu mua máy. Thì các bạn đã có câu hỏi là tại sao khi mà xem ở những chỗ khác thì card của họ là card Iris XE, còn thông tin tại Thế Giới Di Động thì lại để là card Intel UHD. Thì cái vấn đề nó như thế nào và tại sao lại có sự sai lệch về thông số như thế này? Thì cái vấn đề này nó khá là dễ thôi, nhưng mà không phải là sai lệch nha, mà là tùy từng cái, tùy từng nơi để đúng tại rồi. Vì đúng rồi, cơ bản là Intel Gen 11 và Gen 12 thì đều có Iris XE, nhưng mà khi hãng Intel nói là khi mà cái máy đó sản xuất ra không có dual channel khi bán ra thị trường thì nó sẽ không có tem Iris XE, và điều kiện để kích hoạt được nhân đồ họa Iris XE đó là dual channel RAM. Thì nếu mà không có dual channel RAM thì sẽ không được gắn tem Iris XE, và khi đó thì các đồ họa, nhân đồ họa chính của nó sẽ là UHD hoặc là Iris. Nếu các bạn có thể thấy ở trong các cái máy mà không có dual channel RAM sẵn. Nhưng mà khi mua về thì nâng thêm một thanh RAM nữa thì có thể chạy được dual channel. Và nâng RAM thì nhớ chọn đúng bus, chọn đúng card latency của nó để có được tốc độ tối ưu nhất. Về vấn đề này chị nghĩ là khi mà các bạn mang máy ra cửa hàng hoặc là đại lý thì sẽ được nhận được cái sự tư vấn một cách kỹ càng nhất đúng không? Đúng rồi. Thực ra thì chúng ta cũng không có thể nào mà tự mình nâng cấp máy lên được, cho nên về vấn đề này chắc là phải cần nhờ đến các bạn kỹ thuật viên ha. Đúng rồi. Thì ở đây thì thật ra vấn đề nó cũng khá là dễ hiểu thôi, chẳng qua là từng nơi chúng ta chọn cách đặt cái thông số nó như thế nào, và khi mà khách hàng mua máy thì mình có nhiệm vụ là phải tư vấn rõ. Đúng rồi, tư vấn cho khách rõ. Tại vì cơ bản là trên con máy nó có nhân Iris XE, nhưng điều kiện để kích hoạt là phải có dual channel RAM, chứ không phải là khi mua máy về là chúng ta cơ bản đã có sẵn rồi. Cho nên chúng ta cần phải tư vấn cho khách hàng một cách kỹ hơn là khi mua máy về thì đúng là nó có nhân Iris XE, nhưng mà hiện tại nó chỉ đang nằm ở mức là UHD Graphics thôi. Cho nên là điều kiện để các bạn có thể kích hoạt được là các bạn phải nâng cấp thêm một thanh RAM nữa để có thể đạt được cái điều kiện đó là dual channel RAM đúng không? Đúng rồi. Còn một cách nữa chỉ chạy single channel RAM thôi, nhưng mà máy nó vẫn tự ngầm hiểu rằng dual channel. Thì cái vấn đề này em vừa biết ngày hôm qua bởi một anh thôi, nhưng mà cái vấn đề này hơi khó để làm nên là mình khuyên các bạn nên nâng RAM cho dễ. Rồi, về vấn đề của máy Acer VivoBook 15 thì chúng ta đã phân định rõ được cái vấn đề là vì sao một số nơi họ lại để card đồ họ là Iris XE, còn một số nơi thì lại để là UHD Graphics. Thì về vấn đề này tùy vào sự lựa chọn của mỗi nơi, và khi mà các bạn chọn mua máy thì chúng ta cũng nên cân nhắc và tìm hiểu thật là kỹ ha. Rồi, về cái con Acer VivoBook 15 này thì theo chị đã biết, mình mới trải nghiệm tuần trước luôn. Thì chị không nhầm là nó có con chip mới nhất là Intel Gen 12 đúng không? Đúng. Thì qua cái quá trình trải nghiệm em thấy cái con chip mới nhất từ nhà Intel này nó như thế nào? Em thấy nó thay đổi khá là nhiều. Khi mà dòng tiết kiệm điện năm ngoái thì max TDP chỉ là 28W mà thôi. Năm nay đến tận 65W nếu nhớ không nhầm. Nhưng mà con chip ở trong con Asus này đã bị giới hạn lại ở 48W. Tại vì nó là một con Ultrabook nên là tản nhiệt của nó không được gọi là khủng như là mấy con gaming á. Nhưng mà 48 là cũng dạng cao. 48 là cao quá rồi, rất là cao. Rồi thì ngoại hình đẹp rất là đẹp. Trước chị cũng mới cầm lên coi. Màu nó khá là gây tranh cãi khi mà người thì nhìn ra màu trắng, người nhìn ra màu bạc, người nhìn ra màu xanh. Mà cái màu bạc nó chỉ thấy hay nha, tại vì hãng đặt cái tên là màu bạc băng giá thì phải, đúng không? Đúng rồi, đúng không? Bạc băng giá, và đúng là cái tông màu bạc nó thiên về cái tông xanh dương ấy, đúng rồi, cái tông xanh lạnh á, cho nên chị cảm giác cái tên rất là hay luôn á. Đúng rồi á, cái tên bạc băng giá, tên gây lú. Màu kia là màu gì ạ? Màu kia cũng đẹp lắm ấy. Màu nó còn hai màu nữa đó là màu xanh tĩnh lặng, xanh tĩnh lặng, và cái màu vàng thì em không nhớ. Màu vàng thì chị chưa xem qua, nhưng mà hai cái màu kia thì chị thấy rất là đẹp luôn. Cái tông màu xanh á, kiểu nó đầm, kiểu chị rất là thích cái tông màu đấy luôn. Và hiện tại thì con Acer VivoBook 15 thì mình đã xem giá trên Thế Giới Di Động thì có mức giá là 17.690.000 đấy. Và ngày hôm nay thì Lan Phương và Bình Ly sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái card đồ họa. Một số nơi họ sẽ để cách khác nhau, thì các bạn chúng ta nên tìm hiểu kỹ khi mà chúng ta ra quyết định mua máy ha. Đúng rồi, quan trọng là họ để như thế nào thôi chứ còn chính xác thì ngay cả Intel cũng nói là nếu mà không có đưa vào channel thì nó sẽ là UHD mà. Rồi, qua tới câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai này thì thực ra là một cái bài khảo sát, nhưng mà Phương đã thử hỏi các anh em trong văn phòng trong tuần vừa qua khá là nhiều. Tại vì thật ra sẽ có một số anh em rất là đề cao cái con chip AMD luôn, và một số anh em thì lại rất là tin tưởng vào con chip Intel. Nên mua cái laptop chạy con chip Intel hay là chip AMD thì nó còn gây tranh cãi khá là nhiều. Về vấn đề này thì không biết là em là thuộc team Intel hay là team AMD? Em thuộc team ở giữa. Team nào cũng được. Đúng rồi, cái nào nó cũng sẽ có cái thế mạnh riêng, đúng không? Đúng rồi. Nếu mà về những năm về trước, nhiều năm về trước hoặc là những, thì em chắc chắn sẽ chọn Intel. Tại vì AMD lúc trước thì nó tối ưu con chip khá là kém. Tại vì nhiệt độ nó rất là cao, nhiệt độ ở trên cả desktop rồi laptop nó rất là cao luôn, nên là em không có theo dõi nhiều của AMD lúc đó. Nhưng mà khi qua đến dòng Gen 4, Gen 5 và bây giờ Gen 6 thì nó đã thay đổi rất là nhiều. Nó đã có thể đánh bật lại được Intel rồi, và hai cái bây giờ nó ngang bằng nhau. Thì cả hai cái đều đáp ứng cho nhu cầu tốt của mỗi người, nên là khi mà chọn thì nên chọn theo nhu cầu và đặc biệt là giá tiền nữa. Thì bạn có tiền nhiều hay tiền ít thì cái đó phụ thuộc vào bạn, và lựa chọn thì lựa chọn được bạn thôi. Còn chip thì nó đã tối ưu rất là tốt. Nói về giá tiền á, thì chị thấy là con chip AMD nó rơi vào những chiếc laptop tầm trung khá là nhiều, đúng không? Đúng rồi. Thực ra như gần đây thì chị cũng có tìm hiểu cũng như là làm một cái video về cái con chip AMD. Tức là hãng AMD đã trong một vài năm vừa qua, chắc là khoảng rơi vào khoảng 4 năm dạo gần đây, thì họ đã tối ưu cái con chip của mình trên cái dòng máy tầm trung khá là nhiều. Trên những con máy gaming tầm trung rơi vào khoảng tầm 20 cho đến 25 triệu, dao động trong cỡ đó, thì thông thường con chip AMD nó lại chiếm ưu thế hơn khá là nhiều. Tại vì thật ra với những cái con máy dạo gần đây, những cái con laptop gaming, những con laptop gaming ha, dạo gần đây chạy con chip AMD thế hệ thứ 5 ấy, thì chị thấy nó khá là tối ưu. Kết hợp với cái hệ điều hành Windows 11 nữa, thì chị thấy là nếu như mà để mà so ra giữa Intel và AMD thì chắc chắn là tụi mình sẽ không có phân được là bên nào hơn bên nào. Nhưng mà để mà nói chọn một con laptop gaming trong cái mức giá tầm trung, thì chị cảm thấy là chọn một cái laptop có con chip AMD nó sẽ tối ưu hơn cho các bạn sinh viên. Thì theo em cái suy nghĩ đó nó có đúng không? Thì em thấy cái vấn đề này nó cũng đúng, cũng đúng. Nhưng mà ý là nó đúng bởi vì là khi mà con chip của AMD thì chạy ở tiến trình là 7nm thì số nhân, số luồng nó sẽ được tối ưu hơn. Đúng rồi. Thì nhưng mà chơi game thì lại chỉ dùng một nhân thôi. Đúng. Nên là cái điều này không có phản ánh lên được cái điều gì hết. Nhưng mà khi dùng đa tác vụ hơn thì nó sẽ được tối ưu nhiều hơn. Ví dụ như là chị vừa chơi game, chị vừa stream game thì nó lại là một vấn đề khác. Thì AMD chắc chắn sẽ nhỉnh hơn một chút so với Intel, tại vì nó có nhiều nhân, nhiều luồng hơn trong cùng một số tiền chị bỏ ra để mua một con chip. Đó là lý do tại sao mà chị nói những bạn sinh viên á, thì nên đầu tư vào một con laptop gaming có con chip AMD. thì nó sẽ tối ưu hơn. Tại vì các bạn sinh viên thì không thể nào mà chúng ta bỏ ra một cái số tiền chỉ riêng mua một con máy về đặt đó chơi game được, đúng không? Mà khi mua máy gaming về hiện tại thì họ tích hợp rất là nhiều, các bạn vừa có thể học tập, vừa có thể sử dụng những cái ứng dụng ví dụ như là Photoshop hoặc là Premiere. Nếu như mà các bạn có cái nhu cầu sáng tạo nhiều hơn thì chị thấy một con laptop gaming tầm trung với cái con chip AMD nó sẽ tối ưu cho cái quá trình sử dụng của các bạn hơn rất là nhiều, đúng không? Đúng. Và tại Thế Giới Di Động thì hiện tại chúng ta cũng đang có một cái chương trình ưu đãi dành cho những cái mẫu laptop chạy con chip AMD, thì được cái mức ưu đãi lên đến tận 20% và các bạn còn được tặng thêm một cái con chuột Rapoo V16 nữa. Cho nên nếu các bạn nào mà chúng ta đang cần tìm một chiếc laptop gaming chạy chip AMD thì hãy thử ghé qua Thế Giới Di Động, mình sẽ để link bên dưới cho các bạn tham khảo nha. Lại quảng cáo rồi. Không có, cái này là chia sẻ thật. Đấy. Câu hỏi thứ ba để em hỏi cho. Ok, hỏi đi. Rồi, là vấn đề hôm trước mà cuối chương trình chưa đủ thời gian em hỏi là chị nghĩ sao về vấn đề laptop gaming mỏng nhẹ và laptop gaming to nặng? Rồi, câu hỏi này là tuần trước là tụi mình chưa có kịp trao đổi với nhau, nhưng mà qua một tuần chị đã thay đổi suy nghĩ của chị khá là nhiều. Tuần trước thì chị có nói với Bình là chị không có tin, chị không có tin vào những con laptop gaming mỏng nhẹ, tại vì cơ bản là cái hiệu năng nó quá khủng đi, mà bây giờ nhét nó vào một con laptop mỏng, đôi khi những con Ultrabook đôi khi nó còn chưa làm được nữa. Nhưng mà qua một tuần khi mà tụi mình có thêm nhiều con máy hơn để trải nghiệm ở bên kia thì chị thấy là điều này nó có thể chứ không phải không. Cơ bản như là con ROG em mới đem về ngày hôm qua thì chị đang tâm tia, đang tâm tia, cho nên chị nghĩ là ok, chị sẽ tin, nhưng mà chị thật sự chưa có cơ hội để mà trải qua một con nào thật sự tốt như vậy. Vấn đề ở đây là không phải là tin hay không tin mà là chị có thích giữa mỏng nhẹ và to nạc hay không. Thích mỏng nhẹ, tại vì cơ bản là chị không thể nào chị mang vác một con quá to đi lung tung được. Đó là về cái tính chất của mình rồi. Tính chất của chị là đi lại nhiều nên là chị thích một con máy mạnh và nhỏ nhẹ. Riêng em thì em lại thích một cái laptop mà to nạc hơn, nó kiểu Alienware á. Sao? Tại em thích cái thiết kế kiểu nhìn nó phải ngầu hả hay sao? Không, một phần là em thích, đúng là thích cái thiết kế nó ngầu thật. Cái thứ hai là khi mà con máy đã mạnh rồi thì mình cần phải có một cái gì đó gọi là cung cấp cả điện năng lẫn nhiệt độ tối ưu cho nó chạy nữa. Thế nên là việc nặng và to bản đó là việc mình phải chấp nhận. Một con máy gaming, bạn muốn hiệu năng ổn định, bạn muốn một hiệu năng mạnh mẽ thì tất nhiên việc to nặng mình phải chấp nhận rồi. Nhưng mà lúc nãy chị nói là chị thích đó, nhưng mà chị chưa tin là cũng có lý do mà. Tại vì chị chưa có được trải nghiệm qua bất kỳ một cái con nào gọi là laptop gaming mỏng nhẹ thực sự tối ưu được. Cho nên là chị vẫn hy vọng vào một tương lai nào đó tụi mình sẽ được cầm trên tay một con laptop vô cùng mỏng nhẹ như là những cái Ultrabook thôi chẳng hạn, nhưng mà lại có được một cái hiệu năng của một con laptop gaming Flow Z 13 chẳng hạn. Đấy, kiểu thế. X13 chẳng hạn. Đấy, kiểu vậy. Đó, cho nên là thật ra là hiện tại nói chung là vẫn là vấn đề sở thích cá nhân, nhưng mà chị vẫn tin là vào cái sự phát triển của công nghệ về cái tương lai của laptop sắp đến thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những con laptop gaming mỏng nhẹ, khi mà những người như bây giờ ví dụ như là Phương hoặc là Bình chúng ta vẫn chưa thực sự tin tưởng lắm. Nhưng mà biết đâu trong tương lai một năm nữa hoặc là 2 năm nữa thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những con laptop gaming mỏng nhẹ, có thể mang chiến game bất cứ đâu. Em tin chứ. Em tin là nó đem lại hiệu năng rồi, nhưng mà cái vấn đề em đang quan tâm đó là pin của nó thôi. Nếu mà mỏng nhẹ quá thì pin sẽ không được ổn lắm. Em chưa tin. Đó, thấy chưa? Em tin là nó mang lại hiệu năng tốt rồi, nhưng mà cái pin là cái yếu tố mà em cần quan tâm thôi. Nói chung là mơ ước về một con máy toàn diện. Thế đi. Khó lắm, nhưng mà chúng ta vẫn đang mơ ước. Vẫn có nhiều con máy đáp ứng được việc đó rồi, mang đi mang lại. Rồi, tổng kết vấn đề này lại là Bình hỏi chị có thích một con laptop gaming mỏng nhẹ không? Đúng. Thích, nhưng chưa tin tưởng lắm. Thích nhưng chưa tin tưởng lắm. Ok, và đó là tất cả những cái vấn đề mà tụi mình muốn trao đổi với các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Đừng quên like cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop nha. Và nếu như mà các bạn đang muốn tụi mình thảo luận hoặc là còn đang thắc mắc về vấn đề gì thì để lại comment bên dưới, tụi mình sẽ đọc hết ha. Còn bây giờ thì Phương và Bình xin chào và hẹn gặp lại. Bye.